Thưa sư, nếu vào thời Đức Thế Tôn mà có dịch bệnh, có lệnh cách ly xã hội như hiện nay thì tăng đoàn liệu có được đi khất thực không? Và nếu không thì phải làm sao? Vì các ngài không tích trữ lương thực cũng không ngồi chờ người khác mang tới. Vậy chẳng lẽ phải nhịn đói vài tuần thậm chí cả tháng sao sư? Thưa quý vị, đó trong luật ấy thì có một số thời điểm đặc biệt mà việc khất thực là khó khăn. Xin lấy ví dụ như là cái dịch bệnh như vậy không có được đi khất thực. Thì theo luật nha, chư tăng được tích trữ thực phẩm và dùng cho đến khi nào hết thì thôi, tức là được quyền giữ qua đêm và sử dụng cho đến khi nào hết thì thôi. Chư tăng được quyền nấu nướng thực phẩm, được quyền nấu ăn đấy. Cho nên là trong những trường hợp đó thì chư tăng có thể áp dụng cái luật này. Đây là trong tạng luật nha. Trong những cái trường hợp ví dụ như cái dịch bệnh như thế này, thành ra là quý vị yên tâm. Nhưng mà đương nhiên thì sau khi những cái dịch bệnh như vậy nó đi qua đó thì chư tăng phải giữ quay trở lại là không có tích trữ thực phẩm và không được nấu ăn.